bánh mì đi bà con cô bác ơi, bánh mì giùm em đi, bánh mì của em nó ngang. Ai em mà vừa thấp vừa lùn, ăn vô một ổ nó đùng thành cao. Đặc biệt ai mà gầy guộc xanh xao, ăn vô một ổ nó hồng hào lại ngay. Ai mà lỡ có hi-fi, ăn vô một ổ thành chai thẳng liền. Lưu ý, bánh mì sẽ mất tác dụng đối với những trường hợp quá lộn. Ai mua sầu riêng có, ai mua sầu riêng. Hai dừng chân ghé quán em đây bán trái sầu riêng, nhưng em không bán tình duyên. Sầu riêng, sầu riêng. Bánh mì đi bà con cô bác ơi, bánh mì giùm em đi, bánh mì của em nó ngang. Ai em mà vừa thấp vừa lùn, ăn vô một ổ nó đùng thành cao. Đặc biệt ai mà gầy guộc xanh xao, ăn vô một ổ nó hồng hào lại ngay. Ai mà lỡ có hi-fi, ăn vô một ổ thành chai thẳng liền. Lưu ý, bánh mì sẽ mất tác dụng đối với những trường hợp quá lộn. Nói nghe nè, sáng giờ bán được ổ nào không? Trời ơi, ra con điên mà có bán được đâu. Ủa sao vậy? Hồi sáng này nghe kể mày nghe, khách bu đen bu đỏ luôn nha, dữ thần lắm nè. Dạ cái gì vô bánh mì mẹ, ho quá trời ho luôn. Bán ổ bánh mì, bán ổ bánh mì mà ho vậy, bánh mì nó ho ra máu rồi sao nó không có bán. Ai ho mà ăn mì bao giờ? Tao không bán mà xuân tới kia bánh mì sao không bán, nó dơ rồi, bán làm gì? Nó bánh mì sạch mà dơ gì? Tao ghét, tao đổ không bánh mì luôn. Ủa là mày chỉ vì sức khỏe người tiêu dùng mà mày chấp nhận hy sinh luôn sản phẩm của mày hả? Cái đổ nhầm vũng sình nó dơ, cái ế tới giờ luôn. Trời ơi, buôn bán thiệt, mày buôn bán vậy sao mà có sống được? Còn mày sao? Sáng giờ đánh dài được nhiêu đâu rồi? Tôi thấy làm cái này khó quá à. Mày thấy không? Nó đánh dài bà già tao còn trắng hơn mấy cái đống trong đây nữa, biết rồi. Sao vậy? Ở không á, thì làm đánh điếu mà nó trắng tinh luôn á. Mày tự bán, tự đánh vậy đó hả? Ủa mày ơi. Ê, mày nghe tin gì chưa? Gì? Cái xóm nghèo của mình nè, mới tổ chức cuộc thi cho trẻ em đó. Thi gì? Diễn kịch theo chủ đề Ai là người hạnh phúc. Ai là người hạnh phúc hả? Ừ. Mày định đi thi cái đó? Thi đi, biết đâu mình quán quân rồi làm sao? Ôi tao lao quá. Mày thi đó mày biết hạnh phúc là gì không? Thì không biết thì thi cho biết. Đây nè, để tao phân tích cho mày nghe. Hạnh phúc là gì nè? Sao? Ví dụ như nè, mày nghèo đúng không? Ờ. Người ta giàu, ờ, là người ta hạnh phúc. Mày đói, người ta no, là người ta hạnh phúc. Ờ. Mày có tiền không? Có nè. Đó, quá trời tiền. Tiền lẻ không mà má ơi, người ta tiền tỷ mới là hạnh phúc. Tao nói cho mày nghe nè, giống như bây giờ miệng mồm người ta bình thường, miệng mồm mày vậy là mày bất hạnh rồi đó. Ê bộ tao hô tao cào nhà mày lên hả mày, môi rồi mày nói hoài vậy? Tao phân biệt cho mày nghe hạnh phúc là gì mày hiểu không? Hạnh phúc không có đơn giản đâu. Đâu hạnh phúc sao? Đây, bữa tao đánh giải ở công viên. Ờ. Có cái anh kia dắt chị kia ra ngoài công viên. Cái mày nói đi, mày nói đi. Anh ơi, em cảm thấy như vậy là hạnh phúc lắm rồi đó. Anh ơi, em cảm thấy như vậy là hạnh phúc lắm rồi đó. Chưa đâu em. Mà thấy người ta con gái dặm trường, 12 bánh nước mày lợi dụng. Cái gì lợi dụng mày, tao đang lý giải cho mày hiểu hạnh phúc là cái gì mày hiểu không? Mà giống như mà hồi nãy mày nói đó, ấm nào đầy đủ là người ta hạnh phúc phải không? Ừ. Ê, thí dụ bữa nào tao bán hết đồ tao hạnh phúc không ta? Bán hết đồ là hạnh phúc nhất. Giống như tao đánh được nhiều giày là tao hạnh phúc nhất. Mà tao chưa bao giờ đó cảm giác được cái vụ mà bán hết hết trơn. Bán cho tao. Tao sẽ ban cho mày cái điều hạnh phúc đó. Mua luôn hả? Tao sẽ cho mày hạnh phúc. Bán mì ngang. Ờ bán tao đi. Bánh mì bán nhiêu ổ hả? Ngàn ổ. Ngàn ổ hả? Có mấy ổ? 10 ổ. 10 ổ, lấy 10 ổ đi. Nè. Bánh mì hả? Ờ. Ăn cái được không? Được. Ôi, bánh mì con ngon quá à. Ngon không? Chú Lệ, bánh mì con ngon lắm mà chú Lệ. Buồn. Ừ, đó. Người ta khen mày, người ta khen mày mà có tiền. Mày thấy vui không? Thôi tao thấy cũng hạnh phúc gì cho mấy á. Sao hả? Thấy mỗi lần tao muốn hạnh phúc là tao mất mát à. Mày không biết hạnh phúc là gì mày đặt. Mày biết hả? Trời, bữa đó chứng kiến hạnh phúc luôn. Chứng kiến luôn. Ở ngoài công viên tao bán mì công viên nè, lấy hai vợ chồng kia dắt đứa con đi chơi cầm bóng bóng thấy thương lắm. Cái gương mặt hiện vui vẻ hạnh phúc dữ lắm. Vậy hả? Giờ tao mày chơi thử không? Chơi sao? Thì đó giờ mày làm ba, tao làm mẹ. Cũng được. Vậy tao làm ba mày làm mẹ. Ở con đâu? Thì là bánh mì làm con nè. Được không mày? Được. Rồi vậy mày ngồi để tao đi làm về nha. Ê du con đợi mày về phải không? Được. Ẩu ơ với dầu à, cầu Giang Đông Định à. Minh, anh đi làm về rồi nè. Anh, sáng giờ em mệt không? Mệt, ru con mệt quá, nó ngủ rồi nè. Thôi, nó ngủ rồi hả? Ừ. Sáng giờ nó có khóc không? Khóc quá trời khóc luôn. Trời, thôi đi anh đi anh cho. Ê, vậy là hạnh phúc hả? Hạnh phúc rồi đó. Trời ơi, cái mặt nó giống anh đi đốt à. Ừ. Nhìn nó cắn dễ sợ luôn á. Anh cắn nó đi. Không có thằng cha như mày á,
mày cắn con mày luôn. Ôi quá mà nhìn nó ngon muốn chết luôn mà không ăn cũng đủ. Tao xin mày tao cắn luôn miếng rồi mày cho tao cắn bộ. Tao thôi tao cắn hả? Thôi dẹp đi, không chơi mày không có mày nghe là mày chơi mấy cái này á, phải ba đứa. Thì gì tưởng tượng ra kiếm mày làm con giờ. Ai giết số báo cũ không? Này ngu lắm. Ông nó nhả vào. Ờ. Thấy ba bận đồ đẹp không? Ờ. Ba má nó cho đi vòng vòng chơi vậy đó. Giết số. Khờ khờ khờ. Ai khờ qua đi chơi khờ. Hả? Nó nghe. Chơi. Cho xin tờ báo qua gói bánh mì đi. Xin hả? Ừ. Nè. Cảm ơn nha. 3,000. Ồ. Ủa phụ mà nó bán giá mới luôn á. Nó nghe nè khờ. Rảnh không có lại chơi tụi tao thấy được không? Thôi tao đi bán để má tao la. Thôi lại chơi đi. Thôi. Tao mua hết mấy cái này cho mày luôn. Thôi thôi tụi bay gạt tao. Không đừng đi thiệt. Không bữa trước tụi bay nói ở lại chơi mua vé số hết mà đâu có mua đâu. Có lần này thiệt. Lần này thiệt đó. Mua mua. Thiệt không? Thiệt. Chơi đi. Chơi giờ nó nghe nè khờ. Tụi tao muốn chơi chơi gia đình á. Cái hạnh phúc phải có quá trình. Ừ. Bây giờ mình làm khúc mà mình đẻ con á. Thôi bây giờ làm khúc đi. Mày vô đây, mày vô đây, mày vô đây. Lúc này, lúc này con là một cục trong bụng mẹ nè. Mình ơi. À, mình ơi. Ráng lên mình ơi. À, ráng lên. Mình ơi. Rồi mình ơi. Trời đất ơi. Cái mặt của nó với mặt của mình giống nhau như đúc mình nè. Đẻ mình. Dễ thương quá mình ha. Con khóc kìa. Con khóc. Cho con bú đi mình ha. Hãy nín nín đi con à. Hãy ngủ. Ngủ luôn đi. Sao cho nó bú? Bằng phẳng gì đâu bú. Con nuôi miệng thật quá à. Nhỏ mày quậy mới cho mày lớn lên xí nữa được không? 5 năm sau đó. Hai, trời ơi. Ê, ba, mẹ. Mình ơi. Nhìn thằng nhỏ tay thương quá mình ơi. Ủa tôi đẻ con là mấy tuổi? 20. Nó mới có 5 tuổi, ông làm như ông 50 tuổi vậy. Nhìn nó còn dễ thương quá mình. Nó dễ thương. Ba, mẹ, ba. Sao con? Ẩm con. Ẩm đi mình. Mình lớn rồi, mình con trai. Ừ, con biết đi rồi. Mình làm cái gì tự lập mạnh mẽ hơn đi. Nè, ba mẹ nuôi con. Lúc con biết đi là con trưởng thành rồi, không? Con phải tự lập đi. Ừ. Vậy mình chơi trò đô vật đi. Dạ, được á. Dạ, dạ, chơi, dạ, chơi. Ba sinh ra là lớn lên ở ngoài đường mà con. Dạ, dạ, chơi trò đô vật nha. Thôi, chuẩn bị chưa? Rồi, rồi chuẩn bị chưa? Xong rồi. Rồi, bắt đầu. Lady and gentlemen, this is Tèo Elvi. Ladies and gentlemen, this is Tú Lệ. Hay quá, hay quá. Bắt tay, bắt tay. Rồi, rồi, bắt tay. Rồi. Hay quá. Bây giờ tới mẹ giật lại ba. Thôi chơi trò khác đi, hết vui rồi. Con muốn chơi trò cưỡi ngựa đây. Ha, cưỡi ngựa, 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 ngựa. Bây giờ đau lắm rồi, bây giờ. Không, không, không. Không ngựa không? Cưỡi ngựa. Không. Nó cãi lời kìa. Ông cãi ngựa, con muốn cãi. Chơi quậy quậy quậy. Không, con muốn cãi. Ây da. Ây da. Ây da. Nên đi. Ây da. Ây da. Ây da. Hạnh phúc quá. Gì? Ôi tôi thấy hạnh phúc quá. Ôi hạnh phúc quá à. Ôi đánh nữa đi. Ôi đánh, đánh, đánh nữa đi. Ôi hạnh phúc quá. Ôi đánh nữa đi. Hạnh phúc. Không như vậy là hạnh phúc. Gì tao nói vậy là hạnh phúc đó. Lại vậy? Gì mày nói làm sao? À, gì tao nói hả? Ơi ơi ơi. Cái thằng ở đầu đường xó chợ. Cái thằng chết cha chết mẹ. Không có tao là mày chết vợ chết mũi rồi. Mày có tao, mày có ăn có mặc. Mày được vậy là mày hả? Mày hạnh phúc lắm đó. Mày biết không? Cho nên á, ngày nào tao cũng được đánh vậy hả? Sao tâm sinh lý của dì mày ngược ngạo vậy? Nói gì nào nói chuyện kỳ vậy? Dì ghẻ. Tâm sinh lý dì mày đúng rồi đó. Tụi mình cùng vơ cùng bất vậy á. Tụi mình được tự do thoải mái. Mình không bị đánh đập như nó. Tụi mình giỡn kỳ quá à. Đánh nữa đi, tao thấy hạnh phúc lắm á. Thôi đánh đi, đánh đi. Đánh đi, đánh đi. Đánh đi, đánh đi. Ê.
Ê, nó bị gì vậy? Giống như động kinh vậy mày. Sao? Chị đi. Động kinh kìa. Mày đừng làm tao sợ rồi. Có sao không? Mày bình tĩnh chưa? Tao lấy ra nha. Sao còn có 4 ngón rưỡi vậy? Mày cứu mạng người, mày đừng có tính bằng đốt tay, mày hiểu không? Mày cứu người ta là mơ làm phước rồi. Ê khờ. Mỗi lần tao bị đánh là tao vậy á. Ủa tụi bay quan tâm hả? Sao? Bạn bè mà. Sao tao thấy nó hạnh phúc hơn hồi nãy vậy? Hạnh phúc lắm luôn á. Vậy hả? Ờ. Mày thấy sao? Mày thấy cái cảm giác này sao? Đã lắm. Này hạnh phúc lắm. Ê. Hồi nãy giờ á, tụi mình diễn này nè. Không mới đem này thi cái cuộc thi mà ai là người hạnh phúc đi. Không dám quán quân á mày. Ờ á. Ê quán quân có thưởng nha, có cho bánh với cho được. Ban tổ chức cuộc thi Ai là người hạnh phúc xin thông báo. Thí sinh dự thi cần phải có cha, có mẹ. Hồ sơ dự thi kèm theo giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân, giấy tờ xe và giấy hôn thú. Đặc biệt ưu tiên cho con ông Hạnh và bà Phúc. Trường hợp này đặc cách miễn tem hồ sơ. Vì không có ba có mẹ không với hôn thú sao thi? Ờ. Phải đi bán tiếp. Khỏi thi luôn. Gì hỏi thi? Tao nghĩ là tụi mình không cần thi nữa. Sao vậy? Tụi mình cũng là quán quân rồi. Tao nói tụi bay nghe. Hạnh phúc á không phải là một cái gì cao xa đâu, mà hạnh phúc á là khi bản thân mày á cảm thấy đủ, cảm thấy hài lòng với nó là được. Cái đó mới gọi là hạnh phúc. Vậy hả? Ừ. Còn ăn khời nữa. Hả? Đừng có về nhà nữa. Đi theo tụi tao. Tụi bay cho tao ở đây luôn hả? Tao lo cho mày. Vui. Vui quá à. Đi bán đi. Yên chỗ đây. Cậu bé sống ở trong rừng xanh. Người ta gọi đó là cậu bé rừng xanh. Do cậu bé sống ở trong rừng núi hiểm trở, cho nên tính tình cậu bé rất linh động, năng động và không kém phần tăng động. Đặc biệt, cậu bé rất lười lao động. Tại sao? Tại vì cậu bé được sống sự bùm bọc và che chở của cha và mẹ. Cha mẹ ơi! Xin giới thiệu với mấy bạn. Đây là cha của mình. Cha của mình là loài bự nhất trong tộc linh trưởng. Người ta thường gọi cha của mình là Kinh Công. Cha ơi, cha ở đây là mẹ con đâu? Mẹ ơi! Mẹ tôi là loài linh trưởng nhanh nhẹn nhất trong dòng họ. Mẹ, biểu diễn cho mọi người coi đi. Chắc các bạn thắc mắc tại sao mẹ tôi là linh trưởng mà sủa thế gì? Vâng, mẹ tôi là khỉ đầu chó. Bây giờ có mới hỏi ba mẹ nè. Sáng giờ ba mẹ đi đâu ạ? Ủa trong rừng tại sao có cái giỏ của cha mẹ lấy ở đâu? Làm gì ạ? Minh họa lại hả? Làm gì làm coi? Khỉ mà đứng thẳng. Là khách du lịch phải không? Khách du lịch. Rồi sao nữa? Khách du lịch hả? Ủa, mẹ con nè. Ủa, mẹ đâu hả? Rồi sao nữa? Mẹ
Mẹ ra đây. Ủa là cha mẹ đi giật đồ á hả? Thất vọng. Thất vọng chai chê. Con nói ba cha mẹ là sao hả? Mình là nghèo cho sạch, gách cho thơm, không có được đi ăn trộm ăn cắp. Ai ăn trộm? Ba phải không? Xe tay ra. Ba xe tay ra. Ba hư, ba hư, ba hư, ba hư, ba hư. Mày mốt không được hư nữa nghe chưa? Còn mẹ nữa. Mày làm vậy là cái gì? Ai là định chuột lầu ấy hả? Biết lầu ấy vậy hả? Mẹ xè tay ra. Ba sai một, mẹ sai mười. Mình đã bỏ con mình giật rồi thì lấy ăn đi. Bây giờ mình bỏ con mình giật là đã mất sức rồi. Bây giờ mẹ bỏ sức mẹ quăng, con phải bỏ sức con đi lụm lại nè. Thấy không? Biết công biết sức lao động của gia đình không? Mệt cha mẹ quá à. Nè, cha mẹ đi sáng giờ cha mẹ ăn gì chưa? Rồi, ăn rồi con ăn một mình nha. Trời ơi, bánh tay lâu quá không được ăn. Quá, ngon quá. Thương cha mẹ quá à. Cha mẹ nhìn con với ánh mắt hạnh phúc. Cha mẹ nhìn con nó đủ cha mẹ vui lắm đúng không? Con hứa cha mẹ luôn con để dành ăn oan một mình, không có chia cho đứa nào trong rừng này ăn đâu. Ba cha mẹ yên tâm đi. Làm ơn cứu tôi với. Cứu tôi với. Ủa chỗ này đường sau mà làm sao có người? Cha mẹ núp 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 núp. Làm ơn có ai không cứu tôi đi. Làm ơn cứu tôi với. Em đi đâu đây? Chồng! Em đi tìm anh rất là vất vả, rất là khó khăn. Lúc nãy có hai con khỉ nó giật hết đồ đạc của em luôn. Em tưởng là em chết rồi, em sẽ không gặp anh được nữa. Cha mẹ đi ra đây! Tại sao cha mẹ giật đồ của vợ con? Có biết đây là vợ con không? Ủa? Biết không? Ủa anh, đây là sao? Cha mẹ của anh đó. Cái gì? Cha mẹ là khỉ hả? Không. Cha mẹ là người cu mang anh. Tại sao nói cha mẹ là khỉ? Gặp cha mẹ chưa chào mà còn nói gì nữa. Quá chào. Anh đi quá chào. Chào cha mẹ. Anh, bộ anh tính ở đây làm người rừng luôn hả? Em đi về đi. Anh không muốn về chỗ đó nữa. Ở đó rất nhiều ký ức buồn với anh. Anh không đi đâu hết. Anh sẽ ở đây tới suốt đời. Anh. Cha mẹ. Chuyện tới nước này, con sẽ kể cho cha mẹ nghe nguyên nhân tại sao con lại xuất hiện ở đây. Tất cả là tại mùa Euro này có nhiều biến động quá cha mẹ à. Con không hiểu tại sao cổ xe tăng Đức không gỡ hành kịp hay sao đó mà nó chạy không nổi. Còn xứ queo, con đụng vào là nó quéo. Trời ơi, đau nhất là thằng Bồ Đào Nha. Nó không ăn một trận nào mà nó vào chung kết. Nó khứa cổ luôn gà trống gô loa. Con chỉ muốn đổi đời thôi mà. Người ta một phút đổi đời thì coi như là tham lam là quá đáng. Không được thì không nói đi. Con chờ tới 90 phút để đổi đời mà cũng không được mà. Con khổ quá. Cái gì? Anh yên tâm đi. Nợ nần ở dưới em giải quyết hết rồi. Hả? Em mới nói gì? Em giải quyết nợ nần xong hết rồi. Sao nó vậy không nói? Cha mẹ ơi. Cha mẹ, hãy nhận con một lại này. Con xin về nhà. Sau này con sẽ đem chuối lên phụng dưỡng cho cha mẹ. Về em, nãy giờ không nói thiệt tình luôn, đi về nhà lẹ lên. Đi đâu? Về nhà. Nhà người ta xiết rồi. Rồi cô lên đây làm cái gì? Em lên đây ở với anh chứ làm gì? Cha mẹ ơi, cho con rút lại cái lại hồi nãy nha cha mẹ. Cha mẹ ơi, nếu được, cha mẹ cô mang hai vợ chồng con luôn được không? Khổ quá cha mẹ ơi. Cha mẹ đừng có đuổi con đi mà. Đúng rồi. Ở đây tụi con có nhiều đồ chơi lắm cha mẹ ơi. Cái này là nền văn minh của con người. Con sẽ phổ biến cái nền văn minh này cho tất cả thú rừng này. Tay cái đèn pin, cái đèn pin. Radio. Đã lắm nha. Cái radio này á, biết hết mọi thứ, nói cái gì nó cũng biết hết trơn á. Để con mở cho cha mẹ nghe. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình Cửa Sổ Tình Yêu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về vấn đề làm sao để tránh thai hiệu quả.
Vừa rồi, các cơ quan chức năng vừa phá những đường dây cá độ bóng đá lên đến hàng chục tỷ đồng. Cái gì đâu vậy trời, ghét ghê, gặp cái gì gặp cái đó à. Vô duyên dễ sợ luôn. Đại khái đi, đại khái đi. Từ từ đến giò. Cái gì mà ồn quá vậy, cái gì á? Quá gì vậy? Ủa, sao tự nhiên nổ vậy? Không, cái máy này không có nổ. Có khi nào nãy giờ anh dò cái sóng này, cái nó trúng vô cái sóng mà người ta gài kíp bơm, mấy cái kíp bơm mà người ta gài bí mật trong rừng nè. Ủa mà ai gài kíp bơm làm gì? Anh đâu có biết đâu ai gài kíp bơm làm gì. Cái gì vậy ta? Ôi. U. U. Gãy răng. Vàng thiệt, mình đổi đời rồi em ơi. Anh bảo đảm số vàng này nè. Số vàng cũng có bộ vàng, tụi nó chôn vàng ở đây, rồi tụi nó gài kíp bơm, em hiểu không? Tụi nó muốn lấy thì nó sẽ nổ ra để tụi nó lấy. Bây giờ mình làm gì vậy? Đem số vàng này mình đi xuống núi, mình mua thuốc nổ lên đây sang bằng khu rừng này. Thôi nói không được đó anh ơi, mình sang bằng khu rừng này rồi họ ở đâu? Ở đâu kệ tụi nó. Mình nói chuyện của mình trước. Đi như thế. Anh nói không có được đâu, dù gì họ cũng có công nuôi dưỡng anh mà. Im đi. Anh. Hai con khỉ già đi ra. Đi ra. Đi ra không? Tính ra. Anh ơi. Nhập phối ra. Mày có con khỉ già này. Con khỉ già. Đầu thế kỷ 20, thời điểm mà các băng nhóm hỗn chiến đẫm máu để tranh giành quyền lực. Nhưng đằng sau đó có một câu chuyện thấm đẫm nước mắt xảy ra tại vùng đất nước Colombia, ao nuôi tôm. Tôi chết anh Mita ơi, tụi nó bao vây mình rồi. Bây giờ phải làm sao anh? Tụi bay bình tĩnh đi. Ở đây rất là an toàn. Chỉ cần tụi bay ở đây thôi, chúng ta sẽ được sống, hiểu chưa? Ở đây dạ. Thôi sẽ được sống. Dạ. Dạ. Tivit. Mita. Tụi bay ngon lắm. Bây giờ tụi bay vô đây nè. Tao chơi cùng bay tụi bay. Vô đây đi. Tấn công! Cái đám này khả nghi quá. Phải thử là một lần nữa thôi. Coi tụi nó trong đám này của đứa nào giả chết chứ không. Không thể nào thể là hiếm quá như vậy được. Má má gì ghê vậy má má. Tụi bay là cái đám lố thiệt, chết đứa nào cũng lố. Dạ. Thằng này nó tào lao nè. Má ui chúa đó. Mày hù tao, mày hù tao nha. Thử hù tao nha. Em giả chết, mày không có hù. Mày nói cái gì? Mày còn sống không? Dạ, còn sống. Dạ, còn sống anh ơi. Đây, tại sao bây giờ mày giả chết? Tha mạng cho em. Anh ơi, em biết là tụi anh vô đây để lấy cái bản đồ thiết kế tên lửa đúng không? Đúng. Nhưng mà... Nói đâu? Anh ơi, không. Nhưng mà còn một vấn đề nữa.
Còn kho báu, kho báu tụi anh chưa biết đâu, chỉ có một mình em biết thôi. Kho báu, còn kho báu, anh ơi tha cho em đi, em giữ kho báu cho anh mà. Anh ơi, kho báu đó. Mày nói cái gì? Có kho báu hả? Dạ. Mày nói thiệt không? Dạ thiệt, dạ thiệt, dạ thiệt, anh Tài, anh Tài. Tha cho em. Đồng bọn tao sắp vô. Nếu có kho báu thật sự thì tao phải sở hữu một mình. Dạ dạ dạ. Anh chị, anh chị dạ. Để đâu? Dạ dạ, trong này, trong này, trong này. Trong này đúng không? Đi. Anh ơi, anh ơi, anh ơi. À, đi đâu vậy? Đưa vô lấy kho báu. À, không, có mật khẩu mới lấy được. Cái gì? Mật khẩu, mở mở, bấm bấm mở. Mật khẩu cái gì? Nói mau. Dạ dạ. LH khoảng trắng 08 gửi 8234. Mày điên à? Mày kêu gọi bầu tròn à? Hả? Tao được làm cái trò đây. Dạ dạ. Tao bầu tròn với tụi nó rồi. Dạ, lỗi em ơi. Anh ơi đừng giết em. Anh có mật mày. Khẩu rồi. Nhưng mà còn vấn đề nữa. Mật khẩu phải là còn phải nhận diện giọng nói của em mới mở được cái kho báu đó. Ê sao dễ tính là nhóm mày phức tạp quá ha. Thì bây giờ có mật khẩu mày mở phải có giọng nói của mày nữa hả? Dạ dạ đúng rồi. Vậy chắc là mày nói tao phải để cho mày sống. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Nè. Dạ. Tao phải thằng ngu nghe chưa? Dạ. Không phải mày nói tao tin là tao tin cái chưa? Không có kho báu thật sự. Rồi bắn bể sọ mày đó. Dạ, con rồi. Bây giờ hết thời gian rồi, đồng bọn nó sắp vô. Thì làm theo lời tao. Giải thích như nãy đi. Anh giải thích. Tao sẽ tìm cách che chở cho mày. Anh hứa nha, anh hứa che chở cho em, giúp cho. Xong việc. Phải đưa kho báu. Dạ, em hứa mà. Anh hứa. Đi. Anh hứa nha. Chết gì mà xấu quá vậy mày. Thằng xí cây xong chưa? Dạ, dạ rồi đấy cha. Ủa đại ca, ủa sao đại ca với bọn thằng bấm nhạc bên mình vậy? Tao đại ca, mà tao bước vô nó bật nhạc ngu mâm. Đại ca, theo lời đại ca, em xử hết mấy này rồi đại ca. Xong hết chưa? Dạ, bây giờ mình đi kiếm cái tờ sơ đồ chế tạo tên lửa này đại ca. Tao vẫn chưa yên tâm là nó chết hết. Mày bắn lại một lần nữa từng thằng cho tao coi. Còn thằng cuối cùng nữa. Cái bằng đạn của tao. Đại ca, tao kêu mày giải quyết mày thì mày còn đường sống mà. Phát đạn rồi đại ca. Ủa mày rảnh gì luôn á hả? Trời mày làm dữ lắm. Mày làm đồ tể, mày làm khát máu bán chân không cho hết đạn. Hết đạn rồi mà, nó chết rồi, đại ca cứ tin em đi. Mày xạo hả? Tao nghi là nó chưa chết. Mày kiểm tra không xong mày đích thân tao kiểm tra. Hot boy xong chân mày. Lúc mà nó mới vô nghề đó, tao mê dữ lắm, nó đẹp trai quá mà. Tao cua mà nó không có chịu. Bây giờ nó chết rồi, thân thể nó thuộc về tao. Thì tao sợ sợ nha. Mày không lăn vô tao bắn chết. Mày thấy chưa? Nó chưa chết. Mày vẫn mặc cái đó hả? Ô! Ê! Ô! 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 Cái gì vậy? Ô! 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 Mày khùng hả? Mày làm cái gì vậy? Mày để tao giết nó cho xong. Đại ca! Đại ca! Đại ca! Đại ca! Đại ca! Bài sáng ca giữa chiến trường thở tiền. Nên gió đông sơ đành chia tay dính diễn bạch. Hãy subscribe cho
chờ. Tiếp. Hãy gọi tên anh trong những chiều sương lạnh. Tiếp luôn. Kỳ cánh nhạn. Ủa gì vậy hả? Sao mày hát vậy? Đại ca. Đại ca chưa biết chuyện gì sao? Cái gì? Anh Sơn. Anh Sơn anh đã chết rồi. Thằng Sơn bạn trai em nó chết rồi. Đúng vậy. Tại sao vậy hả? Trong chiến trường loạn lạc, chính cái bọn này, cái bọn này nó đã giết chết anh Sơn của em đó đại ca. Trời đất ơi. Em phải trả thù. Tụi nó chết hết rồi em ạ. Em phải trả thù. Chết rồi trả thù làm gì nữa? Em không thể nào để cho tụi nó chết một cách dễ dàng như vậy được. Em sẽ bắn lại từng tên cho tụi nó chết lại một lần nữa. Em mới vừa lòng, em mới rửa thù được cho anh Sơn của em. Thôi, cái gì mày thôi? Để nó bắn. Anh buông ra đi. Mày buông ra đây. Bắn hoài với mấy ba gì bắn thích. Chưa bắn mà cũng giật là sao? Tao chưa bắn mà. Anh Sơn ơi, em đã rửa được mối nhục này cho anh rồi. Về bên chính suối. Đại ca, công nhận trong nhóm của mình con như tầng con nhỏ này tâm lý đầy dễ sợ đại ca. Trước khi là nhân hồn học quá diễn viên. Vậy ai nói chùa nước mắt cho em vậy? Này giống dạng tâm lý của mày. Đại ca. Gì? Vậy là thằng này. Gì? Thằng này có thể là nó chưa chết đó đại ca. Nó chết rồi mày. Nó ơi, nó nước mắt cho em nè. Đi của em. Tao cũng nghi dữ lắm. Bắn đi hả? Bắn. Chưa, nó lăn kìa, nó chết nó hồi dương 5 lần 7 lượt. Mày ngon mày lăn nữa đi, mày lăn nữa đi. Trời ơi, nó nghe lời dễ sợ luôn đại ca. Mày ngon mày lăn lại một lần nữa cho tao coi coi. Hết đường lăn rồi chứ gì. Có cách khác không? Cho cơ hội cuối. Mặc dù là như vậy nhưng tao nhất quyết không tha cho mày. Hết đạn rồi. Ôi, hết đạn rồi. 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 Bắt đầu sợ hai đứa bay rồi đó. Cha sanh mẹ đẻ che chở cho mày đó. Chứ không có 2 lần 7 lượt mà hết đạn vậy đâu. Mày hên lắm. Còn mày giỏi lắm. Dạ. Hết đạn rồi. Hết đạn rồi mình đã đi về chứ kiểm tra gì nữa đây ca. Nhưng mà còn dao. Để muốn kiểm tra thì phải đâm như vậy. Mới biết nói chết hay chưa. Ây da, ây da, ây, ây, sao bảo vậy tao mày điên hả? Mày điên hả? Dạ, ông đâm tao kìa, mày thấy không? Đâm ngay nách làm sao mà chết được? Tao không biết sao ông ngay nách. Em, tôi bị lòi bộ mặt thật ra rồi hả? Ông nói cái gì ông già? Tôi bay lòi mặt thật, không lẽ ông biết ngay từ đầu là tôi thông đồng với nó hả? Tất nhiên, mày là con cáo già. Tao quên mày! Đi với ba! Đi! Đi lại! Action! Thằng già! Tao không làm như vậy! Làm sao lòi ra sự dối trá và phản bội của mày! Bỏ đi nữa hả ba? Thôi đi mày ơi! Giết ông hả ba? Giết chị hùng hả? Tao giết chị! Giết chị đi! Giết đi! Tao giết ông là nghe ông giết tao sao mày đi hả? Thôi cái gì giết đi! Làm giết cái gì? Giết tao! Giết đi hả? Người lá gan không dám giết tao! Trung hợp! Mày dám không?
kia. Nó dám không? Dám không? Đại ca, đại ca, đại ca, đại ca, đại ca. Làm gì vậy? Hả? Đứng dậy coi. Khóc cái gì? Anh nói là anh đâu có nói với em mà. Nó biết đại con người của anh, nó biết âm mưu và nó biết tất cả mọi thứ thì nó phải chết. Nhưng mà câm cái miệng lại. Từ nay sơ đồ chế tạo tên lửa là của tụi mình, kho báo là của tụi mình, băng đá là của tụi mình. Cầm mồm lại. Ô, dắt tôi đi lấy kho báo. Mười thằng như mày cũng không né được nhát dao. Tại sao? Tại sao mày có hai cái dao lận dở? Em gái. Anh hai. Không uổng công 15 năm trời em đã làm tay trong cho anh. 15 năm trước chính tụi bay đã giết chết cha mẹ tao. Và hôm nay chính là cái kết mà tụi bay phải nhận lấy. Anh hai, vậy còn sơ đồ tên lửa cùng với kho báo thì sao anh hai? Quên đi em à. Cái đó chính là mầm mống của tai họa. Coi các bạn như là coi một cái show ở Las Vegas á. Các bạn cho tôi coi mà không có một giờ phút nào tôi ngưng đó. Và các bạn rất mới. Và đây là cái tiêu chí mà tôi muốn gặp các bạn. Ở tất cả các vòng khác tôi gào cấu, tôi gào thét. Và kể cả tôi cũng có nói thẳng với trên sóng truyền hình là tôi có lén tôi ra cánh gà. Tôi chửi thêm một trận nữa. Bởi vì tôi chưa đã và tôi chưa thấy. Cảm ơn luôn bạn Hồng Phượng. Lúc bạn bước ra bạn đẹp lắm. Tôi chả biết bạn là ca nhạc bolero đâu. Tại vì chị cận, chị nhìn xa chị không nhìn ra được. Hỏi Đại Nghĩa thì Đại Nghĩa giải thích cái nhân vật dài với em. Và cuối cùng là chị có nói với Nghĩa là chị có gặp cô này rồi. Vì có đóng chung nhưng mà tại vì em không có đấu đâu chị không có nhớ mặt. Anh thì anh giải thích ngắn gọn lắm. Không phải như chị Hương nói đâu. Anh quay nói bồn Long Hồ đó chị, hết. Bởi vậy cái khúc cuối tôi thấy ôm nhau ôm chặt quá. Chỉ có một cái chi tiết mà anh thấy nó chưa có đắt lắm. Đó là chi tiết của Hồng Phượng khi em vào á. Nó bị lặp lại giống như của Minh Dự lúc đầu. Lẽ ra cái nhân vật nữ này xuất hiện nó phải có cái gì nó khác hơn. Một cái kịch tính, một cái cao trào gì đó nó khác. Cũng là xoay quanh cái chuyện là phải bắn lại lần nữa, mình lặp lại. Nhưng mà cái lý do em vào nó sẽ phải lạ hơn so với lúc trước. Tại vì Phượng thiếu một cái câu thoại mà chị nghĩ em phải có cái điên hơn nữa. Tại cô này có cái cốt của cô là cốt đào. Chứ cốt của tôi là tôi lào vậy. Tôi nhào vô tôi phải trà trộn. Trời, đại ca mà hát một câu xong giật. Trời ơi, nó trả thù cho em những tên này. Nó giết gia đình dòng họ em, bắn phàm phàm phàm. Làm liền, và phải có cái điên đó. Tại vì Phượng, cốt của Phượng là cốt đào em. Mời chị sẵn, mời chị vô giấy này. Trời ơi. Đúng như Chương nói là mình coi cảm giác như coi một bộ phim. Nó có đầu, đuôi, kết thúc. Những cái sự sáng tạo mà các em đã làm, anh rất là ghi nhận, anh rất thích. Và tiêu chí quan trọng nhất của làng hài đó là phải hài, là các bạn đem ra hài. Cái thứ hai nữa là hoàn toàn mới mẻ trong chương trình, hoàn toàn lạ lẫm. Mấy em là cho anh á, cá nhân anh từ đầu cho tới hết là nhiều cái tình huống nó thay đổi mà bất chợt á, mà anh không nghĩ tới luôn. Từng người rất là có duyên hết. 10 điểm.
qua giới thiệu chúng ta đã biết được số điểm của nghệ sĩ Việt Hương và nghệ sĩ Chí Tài dành cho đội bạn rồi. Điểm số của nghệ sĩ Đại Nghĩa sẽ được giữ lại đến cuối chương trình. Và bây giờ sẽ là phần cho điểm của 100 khán giả tại làng hài chúng ta đêm nay. Và điểm số 100 khán giả tại làng hài đêm nay dành cho đội của bạn là 9,7 điểm. Xin được chúc mừng đội Chí Tài. Một đội chơi xuất sắc vượt qua thử thách của vòng lội ngược dòng và có mặt cùng với cả ba đội khác trong ngày hôm nay, đó chính là đội Hồn Nhiên. Thông báo bà con tiểu thương chú ý, xe nhập hàng sắp đi vô chợ, đề nghị bà con tiểu thương dẹp hàng sang bên phải. Ô, xe xuất hàng sắp ra chợ, đề nghị bà con tiểu thương dẹp hàng sang bên trái. Bây giờ trái phải dẹp đều hai bên, tôi đi kiểm tra. Vô. Vô. Cảm ơn sự hợp tác của bà con tiểu thương. Kính mong bà con tiểu thương hãy tuân theo hiệu lệnh của ban quản lý chợ để chợ chúng ta ngày một văn minh phát triển. Cảm ơn bà con tiểu thương. Chúc bà con tiểu thương có một ngày làm việc thật là vui vẻ. Vui vẻ. Tiến công. Lên. Ê, 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 gì vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Ê, mày giỡn bằng chúng ta hả mày? Ngày nào mà cũng dành. Mày để cái này trước cái sạp ra quần áo tao sao ai dám mua mày hả mày quỷ kia? Mày là bóng, mày là bóng mày nhìn nó đi, nó hiền quá mà. Chắc nó hiền. Mày để yên cho tao hiền nhá. Tao nói cho mày biết nhá, đồ mày xấu không phải do tao, mà đồ gì mà xấu thế? Xấu nhất Việt Nam mà xấu lấn qua châu Á, xấu lan tỏa châu Âu, xấu rạng rỡ địa cầu, mà xấu buồn giàu năm châu bốn bể, mà xấu ê chề khắp hành tinh, mà xấu rung rinh cái giải ngân hà là đồ của mày đó. Chị thấy em nói đúng không chị? Đúng cái gì mà đúng? Trời đất ơi, bình thường cái chỗ của người ta bán buôn vậy thì để đi đứa này lấn qua chưa rồi nó chửi vô mặt rồi. Hai bà, tao này quyết không phải thôi. Nghe theo hiệu lệnh của ban quản lý chợ đi, không có được ồn ào, rồi khách đi hết trơn sao? Đây là cái chỗ buôn bán, không phải chỗ cãi lộn. Đề nghị bà con tuân thủ theo quy định của ban quản lý chợ. Nếu như ai vi phạm, tôi lập biên bản, kiểm điểm, dỡ sạp. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Tao chả hiểu mày có cái quyền gì mà mày đòi dỡ sạp của chúng tao cơ nhá. Tao nói cho mày biết, tao bán ở đây từ cái hồi mà mày còn nằm trong móng chân của mẹ mày nhá. Từ hồi mày còn chưa nhìn thấy ánh dương của mặt trời, mày có biết không? Thằng đầu rơi chán khỉ, mông lừa, mặt lợn, mắt lé, sừng bò, tay rơi, mặt chuột, mũi tẹt, mắt lắc, mặt gãy, móng chân vàng, xấu trai. Mà nói cái gì? Dạ không ạ. À, em còn nói gì đâu ạ. Nó hỏi mới vừa nào hê. Xác đi nhưng hồn còn ở lại. Liệu hồn đó. Trời ơi, gì vậy? Vậy tự nhiên bài trước hàng của người ta vậy trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, suốt ngày cái hiệu lệnh ban quản lý không thoát được luôn á. Tiễn dông đi. Bởi vậy cái chợ này mệt lắm. Dạ thì đi, thì đi. Chị em ơi, chị em ơi, chị em ơi, chị em ơi, anh trai, ăn giùm em tô bún bò ủng hộ nha. Một tô phải không? Dễ sợ tôi khó vậy đó. Đợi nha, có liền, đợi chút xíu. Đó, ăn ngon miệng nha. Anh em bảo này mua của em hai lạng thịt thả vào đây ngon lắm anh ạ. À, anh ơi, mua quần về cho vợ đi anh ơi, đẹp lắm nè, hàng xuất khẩu 30 ngàn cái. Anh ơi, anh mua dao về đi tặng vợ hay lắm. Hiện tại các cổng ra vào được phong tỏa vì có một bệnh nhân tâm thần vừa được trà trộn vào trong chợ. Đặc điểm nhận dạng: áo xám quần đen, gương mặt đau khổ, ánh mắt thâm quầng. Bà con lưu ý, đối tượng có mang theo súng và rất ghét tiếng ồn. Yes, tố đi, yes, tố đi. Trời yes. Yes. Rồi, rồi, đi. Bên đó là bệnh nhân tâm thần. Ghét nó, tiếng ồn. Nó có mang súng nữa đó. Im lặng thôi, để nó nổi điên rồi là chết cả đám. Hiểu chưa? Bình tĩnh. Tất cả bình tĩnh. Nếu như mà gặp một người tâm thần như vậy, mình phải nắm được cái tâm lý của người ta, mình mới xử lý được. Được không?
Để tôi. Để tôi xíu nha. Để tôi. Nhưng mà đừng có làm nó nổi điên nha, im lặng nha. Mua xấu à? mua tại xấu anh. Vé số có ăn được không? Duyên nha. Vé số phải bún bò đâu ăn. Người đâu vô duyên. Duyên. Vô duyên là nói vô duyên là đập bạn gì? Ê. Tôi muốn bỏ bao tiền tôi tính tiền. Tôi muốn bỏ bao nhiêu? Chó. Cô chửi tôi là chó à? Tao. Cô tặng tôi muốn bỏ đó à? Buôn bán mà tặng. Sao ngu thế? Người ta tặng mà sao nói người ta ngu? Vô duyên vậy. Ê. Ê. Đi. Tôi nói là phải nắm tâm lý bà hiểu không? Rồi là tôi nắm tâm lý người đó là mới đuổi đi được. Bây giờ tôi dặn mọi người nè. Bây giờ ở đây phải yên lặng. Không nói gì hết. Đúng rồi. Tôi sẽ đi kêu bảo vệ tới đây. Đúng rồi, đi kêu bảo vệ. Im nha. Nhưng mà im lặng trong mọi tình huống nha. Đi nhanh nha. Bắt được cái thằng đó, mình cứ giữ im lặng cho chắc ăn. Phải đoàn kết, phải bảo vệ lẫn nhau nha. Sáng nay em đi chợ sớm tìm mua. Cái gì vậy? Cái gì vậy cậu? Ê! Cái gì vậy? Im lặng. Thông báo. Ban quản lý chợ xin thông báo. Cái gì vậy trời? Hiện chưa bắt được đối tượng trên. Nhưng có gì vậy? Có một bệnh nhân tâm thần khác xuất hiện kèm theo một cây súng. Đặc điểm nhận dạng: áo caro cam, quần đen. Đặc điểm: miệng móm, mũi to, trên mặt nhiều mụn ruồi. 1, 2. Bà con lưu ý, đối tượng rất ghét sự im lặng. Cái gì vậy? Nãy tặng tôi bún tôi chưa có cảm ơn. Tôi ra tôi cảm ơn. Nè. Ủa tôi cảm ơn mọi người không có nghe tôi, mọi người khinh thường tôi hả? Sao khinh thường ta chứ vậy? Bây giờ thằng có chiến lược. Sao? Quay qua bên trái là mình lên, quay qua bên phải là mình nín. Gì vậy? Vậy đi. Cái gì vậy? Lên rồi. Trời, cơ mặt vừa sao? Bây giờ mình quay qua thấy thằng nào thì mình tùy cơ ứng biến. Tùy cơ phải không? Lên. Quay. Lên. Bây giờ lên xem là yên. Trời. Trời ơi. Bây giờ ứng biến kiểu nào cũng chết à. Bây giờ muốn cái gì? Muốn bắn quân diễn thì bắn đi. Lấy súng thì bắn đi. Chứ sợ quá. Nào thì cũng chết à. Mày đi nha. Bắn đi. Thôi. Súng ở đâu ra? Súng trong người mấy người chứ đâu. Tôi làm gì có súng trời. Tâm thần không có súng. Thông báo rõ ràng luôn, có hai bạc tâm thần. Thằng nào cũng mang súng. Một
Trời ơi, nhảy như này là hiểu lầm tôi là cái người thông báo rồi, hả? Ủa ông nội, có miệng không nói sao để cho mọi người hiểu lầm vậy cha? Tại tôi nói ra câu nào cũng vô duyên nên tôi không dám nói. Thấy tôi đẹp trai không? Trời ơi, vô duyên, là đúng, mình nín là đúng luôn đó. Rồi đó. Nè, mấy người ai thông báo cái vụ này? Bảo vệ thông báo đúng không? Được rồi, tôi đi kêu bảo vệ ra cho làm rõ cái chuyện này mới được. Tự nhiên cái ông trời đất ơi sao vậy? Ở đây cái gì vậy trời đất ơi? Bị cái gì vậy trời ơi? Sao vậy? Bị sao vậy trời? Tôi đang ngồi trong chốt, quỷ nào khùng khùng tới đánh tôi quá trời luôn, kê dao vô cổ tôi, bắt tôi thông báo xong rồi ngồi cười. Ai vậy? Đó, thằng Minh. Vậy, ê, sao giờ sao nó chém mình vợ, nó phi mình vợ? Gì vậy? Để tôi. Con chừng nó không giao, tên thật. Chưa. Trời ơi. Trả lại. Trời ơi, cái tấm hôn của mày bự quá hả? Tính cách khác. Trời ơi, chém thua rồi. Trời ơi. Khoan. Để tôi. Đối với những người bị bệnh tâm thần như thế này á, mình phải nắm được tâm lý của họ. Cẩn thận nha anh. Cẩn thận đó. Ê, biết cái này là cái gì không? Ngón tay. Khẩu súng đó. Ôi đừng. Sợ quá. Nó sợ kìa. Nó sợ quá. Đừng. Ê, đừng. Cuộc diễn tập tình huống nguy hiểm này kết thúc. Bà con tiểu thương đoàn kết rất tốt. Chiều mai 3 giờ chúng ta sẽ diễn tập phòng cháy chữa cháy. Ráng lên bà ơi, ráng lên. Sắp gần tới bờ rồi, ráng lên. Tôi đưa nó vô tới bờ, bà ơi, ráng lên. Bà ơi, gió mạnh nó không sợ quá ba mẹ ơi. Bám chặt vô đi con, gió lớn quá ông ơi, tôi chịu hết nổi rồi. Ráng đi, ráng đi bà ơi, đừng có bà ơi, ráng đi bà ơi, nấp xuống. Bám vô đi con. Bà ơi, bà ơi, cho quá, tôi chịu hết nổi rồi. Cảm động quá con ơi. Chú là nhà văn, chú tới đây thì chú quan sát cái cảnh làng chài, chú về chú viết một câu chuyện, chú sẽ viết về câu chuyện cuộc đời con. Không chú, đừng viết cái chuyện của ba mẹ con. Ba mẹ con đi biển mất là cách đây 10 năm rồi. Đừng có viết câu chuyện nó buồn lắm. Có câu chuyện này thú vị hơn nè. Chuyện gì con? Sự tích bãi dâu. Nghe sóng vỗ tình lỡ. Trời ơi, có ai cứu vợ tôi không? Trời ơi, cứu vợ tôi với, tôi không biết bơi, có ai không? Có tôi. Trời ơi, còn đứng làm dáng nữa, cứu vợ tôi lẹ đi, nhanh lên. Thì biết cái này để cứu rồi mà, trước khi cứu phải khởi động tay chân cái đã. Trời, khởi động lẹ đi, em ơi ráng lên. Mình ơi, ráng lên mình ơi. Ráng lên, đợi đi, ráng đợi nó xíu đi em ơi. Cái gì mà lâu quá vậy? Lẹ lên cái gì vậy? Đáng lẽ còn động tác nữa xong đánh cái quên nguyên bài luôn nè. Bây giờ làm cái gì nữa lẹ đi, vợ tôi ở dưới kìa. Không, phải có bài khác, phải bài khởi động khác mới được. Bài gì? Yoga. Vợ ơi, ăn gì anh cúng em ơi. Em ơi, mang gì để anh cúng em ơi. Em ơi, không dám kêu nó luôn đó. Bây giờ mà kêu nó giật mình, nó làm lại từ đầu. Trời ơi, lẹ hết. Vợ người ta ở dưới bảo còn yoga nữa. Cú lẹ lên đi. Khoan, giờ phải lấy hơi, miệng hơi thiệt sâu mới lặn sâu xuống đáy biển được. Rồi lẹ lên chứ vợ tôi sắp tới biển rồi. À,
Ê, sao lấy hơi nhiều quá gió vô đau bụng nè. Dạ dạ. Nói vợ anh ngưng chết đuối 5 phút cho em hết đau bụng 5 cú. Ờ vợ vợ. Cái gì vậy? Trời ơi, đi cứu vợ lẹ lên đi ở đó mà. Rồi, cứu. Lẹ lên. Cứu đi. Chị ơi, chị đâu rồi? Em ơi, có nghe không tiếng gì? Ráng lên, nhanh lên. Ráng lên mà, ráng lên. Ê. Chị ơi, cứu em với chị. Ê, cứu vợ tôi, cứu vợ tôi, cứu vợ tôi. Cứu em đi, cứu em đi chị ơi. Trời. Anh ơi. Hả? Vợ anh mất tiêu rồi. Chị chết rồi anh ơi. Mà lúc này chị chết, chị siêu thoát đi chị. Chị chết rồi. Tất cả lỗi là do anh. Tại anh không biết bơi. Tại em. Tại anh không biết bơi. Tại em. Để anh đi theo vợ anh. Anh đi theo vợ anh. Em ơi, có nghe không tiếng gì? Trời ơi, ông bơi còn hơn người nhái hết trời. Thua cho chị rồi. Ông muốn chị chết chắc luôn đó. Con ơi, câu chuyện này nó cũng cảm động xem câu chuyện trước đó con. Khoan mọi người ơi, cảm ơn mọi người dàn dựng nha. Rồi, cảm ơn chị. Mệt gần chết luôn á, thiệt luôn á. Cảm ơn chị. Đồ 50 ngàn ra làm được chút hết. Trời ơi, không ngờ. Không ngờ chỉ có một cái thúng thôi mà con kể một câu chuyện rất cảm động, rất tình thúng. Cái thúng, chú biết chú viết về cái gì rồi. Chú sẽ viết về cái thúng. Một câu chuyện tình thúng cảm động. Ôi câu chuyện nặng nề quá, làm sao tôi viết nổi đây. Tôi phải làm sao? À, chị bán lưới. Câu chuyện về lưới của chị sao nè. Chú ơi, quay lại chú ơi. Khổ ghê vậy đó. Trời đất ơi. Cúng cô trước. Cúng cậu trước. Cúng cậu. Cúng cô trước. Cúng cậu. Cúng cô. Cúng cậu à. Cúng cậu. Cúng cô. Cúng cậu. Cúng cô. Cúng cậu. Cúng cô. Cúng cô. Cúng. Thế nào vậy? Thế này. Cúng cầu cơ. Cúng. Thôi này bây giờ nè, khỏi cầu cô cậu lên trơn á. Cầu người có âm chiên mệt. Cầu có đi biển có an toàn không phải không? Ờ. Con này con người bình thường con nhìn biển nè. Hồi sáng giờ ngồi thấy sóng mạnh lắm. Biển động mạnh á, nay đi biển coi chừng nguy hiểm tính mạng á. Trời ơi, nói gì vậy? Tầm bậy tầm bạ đâu mà ra. Con nói thiệt. Nói gì kỳ cục vậy con? Bây giờ phải làm sao? Thôi bây giờ vậy nè, ở cái làng mình á, bây giờ phải cho mượn xác để mà gọi hồn lên. Mời cô, mời cậu, mình biết mình ra khơi được không? Bây giờ là con còn nguyên đúng không? Bây giờ con giúp mấy cô, mấy chú ở đây. Để Bảo làm cho. Bảo làm nha. Vô chuẩn bị đi. Đó, bây giờ hay đó. Hay quá. Mọi người phải tin nha. Tin mình mới cầu cô cậu lên được. Tin lắm, yên tâm đi. Rồi, mà khoan, đâu có biết cầu nghiêm túc là cầu sao đâu. Thì chút, đây nè, có ghi thơ từ đi nè. Rồi. Đọc thôi. Rồi, tập trung đi. Ngày tháng năm. Vô rồi đó. Anh Năm ơi. Ơi. Tôi nhớ anh nhiều lắm. Tôi với anh thân nhau từ hồi nhỏ mà. Đi đâu cũng đi chung hết á. Rồi cái đi cầu cô cậu cũng ngồi kế nhau. Tôi thương anh như vợ tôi. Ê! Cái gì vậy? Anh bậy ơi bậy. Cái gì vậy? Cho tôi nghĩ về tình anh em nhỏ lớn thôi. Bỏ đi, bỏ nói đi. Nè biết không, con mắt dông hay lắm nè. Tí sủ nhưng mà thành thì con mùi thân dậu tức hợi bóng. Có căng có cốt vô. Đây nè mới đúng nè. Rồi. Là đúng là cái này đúng nghiêm túc. Cái này đúng nghiêm túc nè. Tôi nhớ là có cái bài hát khấn cầu cơ cầu hồn đến hay lắm. Bài hát đó là sao? Rồi nhớ rồi tập chắp tay trước người mình đi. Rồi. Hey! Hồn ơi xin hãy quay về nghe ta hỏi thăm. Hồn hãy nhập vào thân xác linh thiêng, cứu nguy dương trần, cứu độ chúng sanh. Đây là cái bài cái nhạc nó còn miếng á. Cái nhạc nó còn miếng. Lên dắt luôn. Đây là nhãn thơ. Đây là trái cây.
qua. Đây đây lòng chúng con đang cầu xin về đây chơi cứu giùm con. Còn ơi, lên tiếp, lên tiếp. Thử coi đây nè. Rồi lên lại tiếp nè. Mơ dồn biển khơi xa hay màu màu nhập vào. Còn mơ kia núi non cao cũng màu màu nhập vào. Chớ có vô vàng phải tội. Cầu dòng ơi cứu cho. Còn bằng không thì chịu chết. Cầu dòng ơi cứu cho. Tăng 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 tăng. Xin cứu giùm cho con, hãy mau dắt vào đi. Cô vậy, cô vậy. Nó cầu hay lắm luôn, đừng có giỡn chơi. Ôi, nó cầu bát giới lên luôn. Ba, má ơi, má ngủ hả? Cô cậu lâu quên, ngủ quên luôn. Cậu đang quen đi. Hay quá đi. Hơi cô hay cậu? Rose. Rose gì? Rose. Cái gì? Rose. Rose là má nào? Em rất em rất in Titanic. Titanic là ai cơ? Nhìn kìa. Biển động mạnh lắm. Biển động mạnh. Đông gô. Biển động mạnh lắm. Đông gô. Đông gô. Baby đông gô. Nhìn đi. Biển động gió giật kìa. Cấp 6, cấp 7, 8, 10, 11, 12. Đừng ra biển. Biển động mạnh lắm. Biển động mạnh lắm. Đừng ra biển. Cái gì vậy? Nó nói cái gì vậy? Nó nói cái gì tôi không biết, nhưng tôi biết bài hát hồi nãy là của Lam Trường. Ông này. Bây giờ nó nói cái gì mà ra biển rồi, cái gì biển động mạnh lắm, đừng đi là sao? Ôi. Ê. Ta là Thủy. Thủy Tiên. Lại gần em một chút thôi. Kiss me, kiss me. Ghi chặt đôi bờ vai gió đêm còn dài. Lại gần em một chút. Thủy Tiên ơi, Thủy Tiên ăn công Vinh còn đá banh không? Tiên à, ta là Thủy Tinh. Hả? Chị Sơn Tinh đâu? Thủy Tinh luôn kìa. Sơn Tinh đâu? À, Kim Sơn Tinh kìa. Sơn Tinh đâu? Kim Sơn Tinh làm cái gì? Núi dựng núi lên đi. Núi đâu? Núi. Núi đâu? Núi. Núi. Đây làm cái gì? Thủy Tinh dâng biển lên rồi. Biển động mạnh lắm rồi, đừng ra biển. Thủy Tinh dâng biển lên rồi. Cái gì nữa vậy? Sao không hiểu gì hết trơn? Sao mà lên rồi cứ nói biển động mạnh là đừng ra biển là sao? Ê, Bảo, Bảo. Ôi ơi. Ôi ơi, cái gì mà ghê vậy? Ôi ơi. Ôi ghê. Ôi, ê lăn lên vô đây nè. Vô lăn vô. Đi qua dạ. Đi. Ai đây? Đó vừa lắm. Vừa lắm con. Ai đây? Ai đây? Ai? Ai? Ta là Mỹ Nhân Ngư. Mày... Ôi ôi. Hay quá. Mỹ Nhân Ngư. Anh Châu Chinh Trì còn làm phim không? Điên. Anh khỏe. Trời đất ơi, đó vậy tôi chưa thấy con cá nào mà xấu với con cá này. Này cô gái duyên dáng, nàng tiên cá phải có nhiều loại chứ. Ta là tiên cá mặt quỷ. Tiên cá mặt quỷ thì về biển đi, lên đây làm gì? Cho thở chút xíu đi. Mới dưới biển lên hơi mệt. Ai biểu lăn lộn như dữ chứ. Vừa lắm. Lên rồi hỏi gì hỏi đi. Thì hỏi nè, sao biển vậy em đẹp đi ra khơi được không? Không được đâu, biển động mạnh lắm rồi. Trào dân ở dưới ra là chết đó. Sao sự không đi bình thường mà. Bình thường mày biết cầu lên trèo tao lên chi đó mày nói bình thường. Thì tao hỏi hang đồ đó. Không cho mày hỏi đó mày. Mày mắc cười quá. Mày cười, mày cười đi. Đi về đi con cá quỷ. Ủa tao không về đi rồi sao? Tao dẫn tao đi về. Không về vậy đi. Không về rồi sao? Đi làm gì vậy? Làm gì vậy? Đánh cho mày ra nè. Mày tưởng tao đánh được hả? Tao kéo chân đi đánh mày nè. Sao mày? Trời ơi, chúng sanh là nguy hiểm. Ác từ ăn ca ác ra phòng ác đủ cái loại vô hồn còn đát rồi sao mày? Tao chửi không ra câu ra từ. Tao mệt quá mà.
tao tiếng cá mà. Mày chửi nó đi. Mày chửi đi. Một mình tao chửi đó, ngồi chửi lại đi. Tao đứng không nói chuyện với con cá. Ê mày. Sao mày? Trời ơi. Ngồi nói tiếng nào đi mày. Tao chửi mệt lắm rồi đó. Nè mày ngon á, tao nói mày tao giả mày nha cái con cá. Tao chưa đi, chưa đi luôn, chưa đi luôn á. Tao chưa đi luôn đó. Thời cơ hả? Mày cơ hội hả? Thôi đứa đồ phá câu. Mày quay hướng mặt trời hả? Chân lý cháu chiếu rọi mặt mày hả? Giỡn mặt với tao. Xuất ra nè. Xuất. 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 Đau quá không xuất được luôn nè. Xuất ra. Xuất. 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 Đây là cá quỷ. Xin lỗi mày. Đi. Ủa cô cậu ơi, ai nhập vô con mà con đau ngược đau má với cô cậu? Con đau họng cô cậu ơi. Lúc nhớ nãy người nhập vô con là một con cá rất là giọng mẹ. Cái giọng mẹ, giọng mẹ, giọng mẹ đâu? Nó chửi tàn sát dân làng luôn. Ghê vậy, mà nó cá gì? Nó là cá mặt quỷ. Mặt quỷ? Mặt quỷ. Rồi mà nó nói cái gì? Nó nói là bây giờ biển động nó không được ra khơi. Không được ra khơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cô cũng thấy biển động á, đừng ra khơi. Làm cái chuyện phi lý làm sao không được? Không, biển động lắm, ra khơi là thôi mệt quá đi. Nãy giờ mọi người không biết gì hết hả? Nhìn nó đi, nhìn nó biết nó giỏi trò với khùng với điên vậy kia, mọi người đừng ra biển đó. Không, con nói thiệt á, tin con đi, con là người phàm mắt thịt cần người có âm. Con nhìn sóng mạnh lắm, gió lớn lắm, biển động mạnh bữa nay đó. Không có đâu, mày đừng có nói, tao không có tin mày đâu. Mấy lần trước con nói có bảo, cũng có bảo thiệt mà. Tại mấy lần đó hên thôi. Mày mắc cười quá, nếu như mà mày nói được cái điều đó, mày dự đoán trước được thì ba má mày. Thôi mệt quá đi, giải tán chỗ này đi. Bây giờ tôi nói nè, bà con không ra biển là không có cơm, không có cá ăn đâu. Còn mà ai muốn ở nhà theo lời nói thì cứ việc ở nhà. Tôi là tôi đi đó. Chú Năm ơi, con nói thiệt hả chú Năm? Tin con đi chú Năm. Không. Chú Bảy ơi chú Bảy. Cái đó là miếng cơm manh lưới mà. Họ phải đi làm mới có cá ăn, sự nghiệp của người ta. Năm ơi cứ đi đi, tôi ở nhà cậu dù. Thôi Bảo ơi, bây giờ mọi người tin tưởng con nhờ cậy con vậy mà con nói sẵn nó bậy không có được đâu. Thôi, mình vô mình giá lưới mình ra khơi cho lẹ đi. Lẹ lẹ lẹ. Mấy cô ơi, đừng có đi mà. Sao lúc nào Bảo nói mấy cô cũng nói Bảo quở vậy? Bảo nói thiệt á. Trời ơi, tôi ông Năm bị sét đánh luôn kìa bà con ơi. Ra cứu người. Ông Năm ơi còn ai nữa không? Con cứu mọi người nè. Còn ai nữa không Còn ai nữa không? Mọi người ơi mừng quá. Còn đủ hết Ông rồi, mọi người đâu hết rồi? Thằng Bảo đâu Nó mới vớt tôi lên mà thằng Bảo đâu rồi Nó mới vớt tôi lên đây mà thằng Bảo đâu? Đi tìm nó nhanh lên. Con thằng nè. Bảo đâu? Con nè. Hết Bảo rồi. Biển lặng lại rồi. Mọi người yên tâm nha. An toàn hết rồi. Cô ơi, cô thấy không? Con nói hay không? Hết Bảo rồi. Mốt cô mới tin con nha. Con nói là phải nghe. Cô, có Bảo thiệt á. Mốt con nói đừng cãi con, nó mới chú đừng ra biển nữa. Ông Năm ơi, ông Năm là cứng đầu nhất luôn á. Con không học chứ con biết có Bảo mà. Ông Năm. Thằng Bảo đâu? Con nè ông Năm. Thằng Bảo đâu? Chú Bảy ơi. Thằng Bảo đâu? Thấy con chú Bảy. Con Bảo nè chú Bảy ơi. Con thấy con không? Con thấy con chưa con? Mọi người ơi.
Đừng vào ơi, đừng vào. Có những câu chuyện tôi không thể lột tả hết bằng chính ngòi bút của mình. Tôi xin giữ nó lại trong những trang nhật ký. Câu chuyện của tôi mang tên Tình Biển. Mở đầu câu chuyện bằng hai từ: Bảo ơi.